Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh về nước làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh sẽ thể hiện những ca khúc anh viết tưởng nhớ người tình sân khấu Phi Nhung trong đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giọng ca hải ngoại cho biết lần đầu cũng là duy nhất anh thể hiện các sáng tác trên sân khấu khi viết những bài hát nhớ về cô ấy, tôi nghĩ phải giữ riêng cho mình. Tuy nhiên Phi Nhung là người của công chúng nếu chia sẻ những kỷ niệm âm nhạc của chúng tôi với khán giả, có lẽ ở đâu đó cô ấy sẽ thấy vui, Mạnh Quỳnh cho biết. Ca sĩ sẽ hát lặng lẽ bên người, sân vắng em, khóc bạn như mưa đều được Mạnh Quỳnh viết sau khi đồng nghiệp qua đời. Anh biên tập từng tiết mục mong Mạnh đến với chương trình chỉnh chu để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp của Phi Nhung với âm nhạc. Ba con nuôi Phi Nhung gồm Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân và hai quán quân Bolero, Ngọc Phụng, Trường Giang góp mặt trong chương trình. Họ thể hiện những bài hát gắn với tên tuổi cô như Trèo lên bản thượng, Giấc mơ cành cò, Phải lòng cô gái bên tre. Phi Nhung qua đời ngày 28 tháng 9 năm 2021 sau hơn một tháng chữa COVID-19 tại bệnh viện. Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, một tháng cuối đời, ca sĩ hoạt động ở làng giải trí trong nước. Sau thời gian ở hải ngoại, Mạnh Quỳnh cũng thường về nước ca hát, cả hai được trình diễn trong các chương trình lớn và làm giám khảo cuộc thi Bolero. Khoảng cuối thập niên 1990, trong đĩa nhạc giã từ thế kỷ, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung, nhạc phẩm Dù Anh Nghèo, sự hòa hợp trong phong cách biểu diễn, bình dân và chất giọng trữ tình giúp họ trở thành đôi vàng song ca của làng nhạc trữ tình. Họ được khán giả nhớ tới qua các bản Nối Lại Tình Xưa, Em Về Miệt Thử, Kiếp Cầm Ca. Quản lý của Phi Nhung xác nhận thông tin Wendy vừa trở về Việt Nam hôm ngày 1 tháng 8. Trên trang cá nhân, Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung, đăng tải hình ảnh Wendy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Người này tiết lộ con gái của giọng ca Bông Điền Điền về Việt Nam hôm 1 tháng 8 kèm theo những hình ảnh được đăng tải. Diễm Phạm chia sẻ, đón và vui mừng trong tim. Trong loạt ảnh được đăng tải, Wendy diện trang phục sáng xì, cô xúc động ôm chầm lấy một người, sau đó di chuyển về nhà riêng để thắp hương cho mẹ ruột. Các con nuôi của Phi Nhung cũng dành thời gian ra sân bay để chào đón chị gái. Được biết gần một năm giọng ca Phải Lòng Con Gái Bến Tre qua đời. Đây là lần đầu tiên Wendy trở về Việt Nam. Khoảnh khắc cô hội ngộ các em khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Một tài khoản bình luận, cảnh tượng này vừa quen vừa lạ, vừa vui vừa buồn vì thiếu vắng đi người mẹ. Cảm thấy hạnh phúc vì sau nhiều tháng cuối cùng, Wendy cũng sắp xếp được để về thăm các em. Người khác viết, thương em quá, lần này về không có mẹ ra đón ở sân bay. Một cư dân mạng bày tỏ, nhìn Wendy thấy nhớ chị Phi Nhung quá. Trao đổi với chúng tôi, Diễm Phạm cho biết Wendy về Việt Nam hôm 1 tháng 8. Theo tiết lộ, ca sĩ Phi Nhung sắp xếp thời gian về chơi, đồng thời thăm các em của mình. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại nhiều tiếc nuối, xót xa cho Wendy cũng như các khán giả hâm mộ. Dù vậy cô vẫn nén nỗi đau để lo liệu tang lễ cho mẹ. Trước đó khi chia sẻ về đấng sinh thành, Wendy nói, từ lúc mẹ mất tôi không đọc tin đồn này, tin đồn kia vì quá nhiều áp lực, bị rối cảm xúc. Nếu mẹ còn sống thì tôi sẽ vui, nhưng 100% là mẹ tôi đã mất rồi. Mẹ tôi không thích mọi người buồn vì mẹ, mẹ chỉ thích mọi người vui thôi. Mẹ rất thương khán giả của mẹ. Đồng thời con gái Phi Nhung cũng nỗ lực công tác từ thiện bởi đây là tâm nguyện của mẹ ruột còn dang dở. Trước khi qua đời, Phi Nhung mong đến ngày thấy con gái Wendy ở Mỹ yên bề gia thất, các chị vào chùa lúc về già. Đại diện gia đình Phi Nhung lo hậu sự cho chị tại bệnh viện Chợ Rẫy sau một ngày chị qua đời ở tuổi 51 vì COVID-19, người thân cho biết ca sĩ Phi Nhung không kịp để lại gì nguyện, tuy nhiên tâm nguyện muốn canh cảnh của Phi Nhung là một ngày thấy con gái Wendy lập gia đình, yên ổn cuộc sống, còn các con nuôi của chị học hành thành tài. Ca sĩ muốn khi về già vào sống tại một ngôi chùa trong nước. Con gái ruột của người thân tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở tỉnh xá Sắc An, California suốt ngày lễ. Wendy Phạm khóc khi mỗi lần nhìn vào di ảnh mẹ. Anh họ của cố nghệ sĩ Thanh Huy cho biết
Con gái của chị vẫn chưa muộn tin mẹ đã đi xa ở tuổi 51. Cách đây một tuần, cô nói có niềm tin khi biết mẹ vượt qua được một ca mổ. Tiếp tục chiến đấu COVID-19 sau hơn một tháng chữa trị, mẹ mất nhưng không thể ở bên, quên đi chút nỗi nhớ trên trang cá nhân, chia sẻ cùng khán giả. Cô viết, mẹ ơi mẹ có thể ở lại với con lâu thêm một chút, dù chỉ một chút không, con muốn được nghe giọng của mẹ, muốn được mẹ vuốt ve, con muốn thấy mẹ cười. Ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con muốn được nói với mẹ là yêu mẹ biết nhường nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.